Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân thứ học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống. Quay trở lại với video hôm nay, mình sẽ tiếp tục hữu duyên đối với một bạn này sinh năm 1976. Năm nay đã 48 tuổi. Và ở cái video đợt này, mình sẽ phân tích và chỉ ra cho các bạn và cũng như là định hướng thêm cho người này để có thể hoàn thiện bản thân của mình hơn trong những năm tiếp theo. Và cái tướng tay này chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy nó có một cái điều gì đó rất hấp dẫn và có một cái sự quý tướng ở trong đây. Như vậy thì những cái điểm đó nó nằm ở chỗ nào? Trước tiên chúng ta thấy về sắc diện của bàn tay cái đã. Sắc diện nó rất quan trọng. Cái tâm của chúng ta nó cũng phản ánh về cái hình tướng bên ngoài. Hay nói một cách khác là chúng ta nhìn vào cái hình tướng của mình, chúng ta cũng có thể đoán được tâm của người khác. Khi mà sắc diện của mình nó tươi đẹp hồng hào, cho thấy cái tâm của mình ở tại thời điểm đó nó bình an, hạnh phúc, an lạc, vui vẻ. Mọi thứ nó đều đến với mình một cách rất thuận lợi. Nó rất ửng hồng và đỏ. Chúng ta thấy thêm về cái tướng tay của người này là một tướng tay khá dài. Cả lòng bàn tay và ngón tay nó đều dài, cho thấy đây là một người mà họ sẽ rất giỏi. Sẽ rất giỏi trong cái việc tư duy, sáng tạo. Rất giỏi trong cái việc này. Và những người này thường là họ rất biết quan tâm chăm sóc gia đình. Rất biết cách quan tâm chăm sóc gia đình. Đây chính là một cái điểm mà mình nghĩ rằng những người này sẽ rất dễ chiếm được cái tình cảm của những người thân và những người bạn bè giao du ở bên ngoài. Đây là một điều gì đó mà mình cảm thấy nó cũng có rất nhiều cái lợi. Đi ra đường sẽ được nhiều người yêu mến. Nhưng mà có điều, một cái là chúng ta thấy cái ngón cái của bạn này nó hơi dài. Ngón cái dài thì nó cũng có cái điểm trội, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái khuyết điểm của nó. Những người này họ có ý chí vươn lên và có cái tôi cũng khá lớn. Chính vì những cái điều đó mà khiến cho người này cảm thấy rằng hay quan tâm, hay lo lắng, nó cảm giác nó hơi thối quá. Nó bất an. Nhiều khi mình cảm giác mình lo lắng, mình bồn chồn quá. Đôi lúc có những chuyện mà nó rất nhỏ, nhưng mà mình cảm giác mình suy nghĩ bên trong của mình từ chuyện nhỏ nó thành lớn. Chính vì cái điều này cho nên nó khiến mình đôi lúc cuộc sống mình nó đơn giản nhưng mà nó lại phức tạp. Và những chuyện nhỏ nhiều khi nó lại trở thành cái chuyện lớn. Đó chính là cái khuyết điểm lớn của người này. Tuy nhiên với cái sự sáng tạo và cái trí tuệ của người này, cho nên những người này họ sẽ có một thành công rất sớm. Có thể nói một điểm ở năm 30 tuổi, người này đã có một cái sự thành công rất sớm. Chúng ta thấy ở cái khu vực này chính là cái điểm rơi của nó. Năm 30 tuổi, rõ ràng người này có một cái sự thành công lớn. Đây chính là cái đường tài vận nó đi lên. Và ở đây chúng ta cũng thấy cái tam giác ngay chỗ này. Tài sản, đất đai, nhà cửa, có thể nói là cũng rất là có giá trị. Và thêm nữa chúng ta thấy về cái đường tâm đạo, chúng ta thấy ngay khu vực này nè, hình như là nó có vẻ như là nó có một cái sự đứt đoạn ngay chỗ này. Đứt đoạn ngay chỗ này. Nó cũng rơi vào những năm 30-31 tuổi. Có thể nói một điều rằng ở năm 30-31 thì trong cuộc đời của người này có một cái sự biến cố lớn. Cái điều này nó vừa niềm vui có và cái nỗi buồn nó có.
Niềm vui đó là về tài chính, về con đường công danh sự nghiệp, đất đai điền sản của mình. Còn cái nỗi buồn đó là cái chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên chúng ta thấy ở qua cái giai đoạn đó rồi, chúng ta thấy cái đường tình cảm của người này rất tốt, nó kéo thẳng lên gầm một tinh, cho thấy đây là một người rất tỉ mỉ và họ là một người sống rất cầu toàn. Cho nên những cái điều này nó sẽ khiến cho những người này họ sẽ luôn có cảm giác bất an và nhiều khi làm tự mình làm khổ chính bản thân của mình. Cho nên nếu mà cuộc sống chúng ta sống đơn giản, thoải mái, đơn giản ở đây không phải là một cái sự qua lo, một cái sự vô tâm, mà chúng ta hiểu được cái thời thế, hiểu được cái quy luật, hiểu được cái nhân duyên của nó, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời mình thanh thản, nhẹ nhõm, vui tươi tự tại. Đây mới chính là cái niềm an vui thực sự mà rất nhiều người bị vướng mắc vào chỗ này. Chúng ta thấy một cái điều rằng ở khu vực này nó có một cái tam giác hướng xuống ở đây. Ở cái tam giác hướng xuống cho thấy là trong cuộc đời của người này cũng có cái sự thất bại, mất mát, có những cái bài học kinh nghiệm về thương trường của mình. Chúng ta thấy những cái đường này nó thể hiện cái sự thoát tài. Nhưng mà chúng ta thấy bên trong của cái gò kim tinh của người này, chúng ta thấy có những cái đường quý nhân. Đây là những cái đường quý nhân. Và những cái vân âm đức này, những người này họ có thể nói là có duyên mua bán về đất đai bất động sản. Nhưng mà mình không biết người này có làm cái công việc này hay không. Và bên cạnh đó chúng ta thấy có những cái đường hướng lên như thế này. Năm nay người này đã 48 tuổi và đây chính là cái thời cơ vàng. Tức là cái điểm son, có thể nói là một cái điểm sáng trong cuộc đời của người này trong những năm qua. Đây chính là cái thời cơ, có thể nói là nó hội tụ những cái yếu tố về thiên thời địa lợi và lẫn nhân hòa để người này có thể làm nên những cái điều mà mình đã từng ấp ủ trong những năm qua. Chúng ta thấy cái gia tài của người này rất sáng. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là những cái đường chỉ tay tài vận này, nó có một cái điểm rơi của nó. Và cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba nữa, đó chính là những cái vân âm đức bên trong. Những vân âm đức bên trong cho thấy cái tài năng thiên thời địa lợi và cái quý nhân của người này có. Cho nên ba yếu tố này kết hợp lại cho thấy cái thời cơ vàng của người này nó đã đến. Và với cái vân mắt phượng này nữa, chúng ta thấy rõ ràng cái linh tính trực giác của họ có thể mách bảo cho họ đây chính là cái thời cơ đó. Và thêm một yếu tố thứ tư nữa để chúng ta có thể khẳng định thêm rằng là người này cũng có những cái lộc nó nằm ở ngay vị trí này. Chúng ta thấy ở trên gò mộc tinh, người này có những cái dấu hiệu như thế này. Đó, nó rất đậm. Chúng ta thấy người này rất có lộc. Mà ở đây chúng ta lại thấy thêm nữa cái chỗ này. Đó, đây chính là cái lộc của người này. Người này rất dễ kiếm tiền. Và chúng ta thấy thêm những cái khu vực này cũng có những cái đường chỉ tài vận kinh doanh. Họ có một cái phước hơn chúng ta là họ kiếm tiền rất dễ dàng. Những người mà họ kém cái phước thì ở đây mình chỉ nói kém cái phước về cái của cải vật chất thế gian thôi. Tức là họ là những người dễ kiếm ra đồng tiền hơn chúng ta. Còn những người kém phước hơn thì đừng nói tới cái việc giàu sang, mà cái sự tích lũy hàng ngày thôi cũng đã rất khó. Cho nên những người này họ rất dễ kiếm được tiền. Đó chính là bốn cái yếu tố trên bàn tay của người này.
Và những người này thường là họ sẽ sử dụng cái trí tuệ, cái khả năng sáng tạo của mình để mà có thể giúp cho cái sự nghiệp của mình nó trở nên thành công, nó trở nên nó rạng rỡ tươi đẹp hơn. Và người này vẫn còn một cái giai đoạn ở phía sau, vào ở cái độ tuổi 57 này, họ cũng còn cái khả năng thành công rất lớn. Mà ở đây chúng ta thấy cái sự quý nhân của người này là nó có. Cho nên người này có thể nói rằng nếu mà họ không làm thì thôi, mà chỉ cần làm bằng một cái tâm của họ thì cái sự thành công nó có thể nói là tự nhiên nó đến. Đây là một điều rất tuyệt vời đối với những người có tướng tài như thế này. Cái phước của họ có. Nhiều khi chúng ta thấy người khác thành công, đôi lúc chúng ta ghen tị, nhưng mà cái đó chính là cái sự ích kỷ bản thân của mình. Còn khi mà thấy được người khác thành công mà mình tùy hỷ cái sự thành công đó, thì mình đã gieo một cái duyên thiện lành rằng ở một cái thời điểm nào đó mình cũng sẽ được thành công như người đó. Cho nên với cái tướng tài của một người phụ nữ này, họ là một người có cái tôi, có cái ý chí vươn lên mạnh mẽ, nhưng mà có một cái điều khuyết điểm như thế này, để cho người này có thể hoàn thiện cái bản thân của mình hơn trong tương lai. Và nó cũng chính là cái yếu tố còn thiếu trong cuộc đời của người này. Đó chính là cái sự dấn thân, cái sự trải nghiệm, cái sự học hỏi nhiều hơn. Những người này thường cái trách nhiệm của họ là sẽ gắn với cái sự cộng đồng, tương tác với cộng đồng nhiều hơn, đem lại những giá trị cho cộng đồng nhiều hơn, thì tự nhiên cái phúc báo và cái sự may mắn sẽ đến với những người này. Thì đó là những cái lời phân tích của mình đối với tướng tài của người này. Và trong sự thất bại sẽ có thành công. Mà khi thành công rồi, chúng ta đừng nên bỏ quên một điều rất quan trọng. Đó chính là cái sự san sẻ, chia sẻ. Cái sự thành công đó mới có giá trị và nó đem lại cái sự vững bền sau này. Và đó chính là cái video mà mình muốn phân tích và chia sẻ đến các bạn, cũng như là một vài lời nhắn nhủ đối với vị chủ nhân này, để giúp cho người này có thể hiểu hơn về cuộc đời, tính cách, vận mệnh của mình, cũng như là có những cái định hướng nào đó trong tương lai để có thể hoàn thiện bản thân và có thể đem lại chia sẻ cái lợi ích cho cộng đồng nhiều hơn. Thì những người này họ sẽ càng ngày càng tích lũy cho mình thêm những cái phước báu sau này. Và mình xin chúc cho bạn này có những cái thành công trong cuộc sống tương lai. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.